Tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào cuối giờ chiều nay, liên quan đến vấn đề cung ứng điện trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó có cung cấp đầy đủ than cho các nhà máy nhiệt điện và hoàn tất đàm phán để sớm đưa các dự án điện tái tạo hòa điện lưới quốc gia. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong 4 tháng đầu năm, việc cung cấp điện ổn định. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, do tình trạng nắng nóng kỷ lục diễn biến khó lường đã làm tăng nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, lưu lượng nước ở các hồ thủy điện, khu vực phía Bắc về mức thấp đã gây ảnh hưởng đến cung ứng điện. Hơn nữa, nguồn than nhập khẩu cho sản xuất điện cũng về chậm. Tôi xin được bày tỏ cái sự đồng cảm, sự chia sẻ với những cái khó khăn của doanh nghiệp cũng như là sự bất tiện, thậm chí là cái nỗi khổ của người dân trong sinh hoạt, trong cái cuộc sống hàng ngày. Đấy, do cái việc mà hiện nay là không có điện cho hoạt động sản xuất cũng như là cho cái đời sống. Bộ Công Thương cũng yêu cầu là tăng sản lượng than cho cấp điện, điều tiết việc cung cấp than để tăng lượng than cho phát điện, là khẩn trương để đưa các nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp để đưa vào lưới điện để có thể cung cấp điện. Công Thương đã có về việc giải quyết đối với dự án điện tái tạo không nằm trong quy hoạch, Thứ trưởng cho biết, vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch điện 8, trong đó chỉ nêu tổng công suất các nguồn điện tái tạo dự kiến và không có dự án cụ thể. Hiện Bộ Công Thương đang triển khai thực hiện kế hoạch sẽ cụ thể hóa quy mô công suất, tiến độ các dự án theo từng địa phương để báo cáo Thủ tướng phê duyệt. Tôi cũng thấy rằng là việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là cần thiết. Tuy nhiên, ngoài vấn đề về cơ chế giá điện thì các dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật khác, ví dụ như là về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường. Bộ Công Thương đã thường xuyên làm việc trực tiếp với EVN và các nhà máy điện chuyển tiếp để trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo xử lý. Đồng thời, Bộ cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể cho EVN cũng như là gửi cho các địa phương để kịp thời hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thì chúng tôi nghĩ rằng là với cái sự, có thể nói là sự thiện chí và theo đúng như Thủ tướng vẫn nói là chúng ta phải hài hòa lợi ích và chia sẻ cái rủi ro và phải tuân thủ các quy định của pháp luật, thì chúng ta phải căn cứ vào đó. Thì chúng ta rất mong là sớm nhất những dự án này khắc phục và được những cái vướng mắc khó khăn thập cấp điện. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng mong muốn các địa phương hỗ trợ cho các dự án này để sớm đưa các dự án này vào lưới điện, bảo đảm được điện cho sản xuất cũng như đời sống của người dân.